Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến với kênh ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua và bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh và bấm nút chuông phía bên tay phải màn hình để cập nhật những mẫu xe mới nhất để mà em đưa lên. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, đó là chiếc Toyota Innova, có năm sản xuất là 2006, bản G xịn, mang biển kiểm soát 29A77958. Chiếc xe được sơn xi màu vàng cát. Hiện tại bên cửa hàng em đang chào mức giá là 248 triệu đồng. 248 triệu đồng thì bên em có bao giúp hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Một chiếc xe gia đình không taxi, không dịch vụ, không đâm xô, không ngập nước. Được trang bị 4 bánh na răng đúc, phanh đĩa chống bo cứng, chống trơn trượt. Đó, phần 4 quả lốp phải rất đều nhau nhé, khoảng 70-80%. Phần cua lốp thì rất là ok nhé. Đó, gương nó là ốp inox mạ chrome. Đấy, tay nắm cửa. Đó, vô lăng 4 chấu. Phần táp lô đã được trải thêm một cái tấm thảm để bảo vệ chống xước nhé. Trang bị cam hành trình, cam lùi, cảm biến cam lùi rất là đầy đủ. Gương kính chỉnh điện. Nội thất thì rất là đẹp cho bác nhé. Ghế vẫn còn rất là tươi, trần lỉ nguyên bản. Một chiếc xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, không đâm xô, không ngập nước. Có năm sản xuất là 2006, máy xăng số sàn, động cơ 2.0, 248 triệu đồng, một mức giá quá tốt cho các bác. Đó, bảng táp lô, kính chỉnh điện. Đây là gương chỉnh điện đây các bác. Phần ốc bần nè đây, keo chỉ cánh lái, cánh trước bên lái đây. Toyota có nghĩa là lo đủ và thịnh vượng, còn Innova có nghĩa là may mắn các bác nhé. Đó, phần cột kèo đinh bấm nguyên zin theo nhà máy sản xuất nhé, không hề đâm xô cho các bác nhé. Chân kính về mưa đầy đủ các bác nhé. Khoang ghế thứ hai đây các bác, đó ghế rất là mới này, rất là đẹp nhé, đẹp xuất sắc ấy. Đấy, chỗ ngồi rất là rộng rãi nhé. Đây là phần táp ly cánh sau bên lái đây, phần keo chỉ này, keo chỉ rất là ok các bác nhé. Cột kèo đinh bấm đây, cột kèo đinh bấm răng rực vẫn nguyên zin theo nhà máy sản xuất nhé. Một chiếc xe có năm sản xuất 2006, gia đình sử dụng nên là xe còn rất là mới, rất là đẹp các bác ạ. Đây được lắp thêm một cản sau các bác nhé. Đây là nhìn tổng thể từ phía sau này, phần đuôi cá này, hai cụm đèn phanh, đèn hậu rất là đẹp nhé, rất là đều nhau các bác. Trang bị cam lùi, cảm biến lùi, cam hành trình rất là đầy đủ các bác, bản G. Đó, đây là phần cốp sau đây các bác. Đó,
ghế sau mà gặp lại thì để đồ rất là rộng rãi các bác nhé, rất là thoải mái. Còn đinh tán máng nước này, ốc bẩn này, keo chỉ lắp cabo đây, nguyên zin nhá. Một chiếc xe không taxi, không dịch vụ, không đâm xô, không ngập nước. 248 triệu đồng. Mang biển kiểm soát 29A77958. Toyota Innova. Đây là phần gầm bệ đây các bác. Đó, gầm bệ rất là ok nha các bác nhé. Rất là ok. Đấy, tay nắm cửa là Opilock mạ chrome. Phần cột kèo đinh bấm đây các bác. Đó. Nguyên zin. Vâng, em sẽ cố gắng quay một cách chân thực nhất, chi tiết nhất về các cái phần cơ bản của một chiếc xe. Các bác mà xem video như là thì khi xuống xem xe thì xe cũng là như vậy, để tránh cái việc các bác xuống xem xe nó mất thời gian. Tắt ly rất là sạch sẽ nhé. Phần cột kèo đinh bấm răng dư đây, quá là ok nhé. Một chiếc xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, không đâm xô, không ngập nước. Phần ốc bàn đè đây, chưa hề đụng đến cà lê màu lết các bác nhé. Cửa đóng phầm phập. Toyota Innova này chạy rất là lành các bác nhé, ít hỏng vặt, đồ sửa chữa thay thế cũng là rất là đơn giản các bác. Còn sau đây em sẽ tiến về phần nội thất cho các bác và test qua các cái chức năng cơ bản để cho các bác xem này. Tắp lô đồng hồ đây. Đó, máy em đã bật rồi các bác nhé. Mọi các cái chức năng trên bảng tắp lô đều rất là ok. Vô lăng này rất là nhẹ này. Phần xi nhan đây. Đó, đầu đài. Màn hình cam lùi, cam hành trình. Đó. Đó. Loa nhạc rất hay các bác nhé. Điều hòa 3 dàn mát lạnh các bác nhé. Đó, phần quả số đây các bác. Phanh tay này, gương chỉnh điện đó, đó hoạt động rất là trơn tru nhé. Đó, phần kính này, đó phần chắn nắng đây, đầy đủ không thiếu một thứ gì. Để gương này, đèn này, đó. Gương đây, tờ kính đây, đó.
Rồi đó. Rất là dễ dàng các bác nhé. Nó còn có nút để đây đèn vào ban đêm này. Ban đêm trần đây. Đấy, đây là phần điều chỉnh điều hòa đây. Đó, đằng sau điều hòa ba dàn các bác nhé. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần tổng quan tổng thể phần khoang máy cho các bác xem này. Đây là loa tép các bác nhé. Một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2006. Máy xăng, số sàn động cơ 2.0 với mức giá là 248 triệu đồng. Đây là tôi bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Vâng, đây là phần tổng quan tổng thể phần khoang máy này các bác này. Đó, máy chạy rất là êm, rất là đều, rất là lực các bác nhé. Máy móc thì khô ráo sạch sẽ nhá. Hôm qua nhà em ở cửa hàng đã đi mua về thì cũng chưa dọn dẹp gì luôn, cũng để nguyên đấy các bác. Rất là ok. Cái lỗ răng này rất là tròn này các bác này. Tai này. Còn nó của nguyên zin. Góc bàn này nguyên zin chưa tháo lắp. Tem mát đây. Một chiếc xe mà gia đình sử dụng rất là có kỹ năng, không hề bị va quẹt, không hề bị đâm xô, chưa ABS này. Đang được kiểm soát Hà Nội. Xe một Toyota đây. Vâng, vừa rồi nó lên sóng review giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng, đó là chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2006, bản G xịn, 4 bánh na xăng đúc, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ, với mức giá là 248 triệu đồng. Với mức giá này bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì anh nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm nút chuông phía bên tay phải màn hình để được cập nhật mẫu xe mới nhất về cửa hàng mà em đưa lên. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.